Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về Level 974, Kitty House. Level 974, Survival Difficulty, Class 1, Safe, Secure, Minimal Entity Count. Level 974 là level thứ 975 tại The Bike Room. Level này là một ngôi nhà có kích thước vừa phải và nội thất bên trong toàn một tông màu hồng. Trong level này, dường như không có bất kỳ cánh cửa nào sẽ giúp chúng ta thoát khỏi căn nhà để ra được khu vực bên ngoài cả. Kể cả những chiếc cửa sổ vì cơ bản chúng đã bị thay thế bằng những bức vẽ phong cảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy ngoài trời. Ngoại trừ có những chủ đề dễ thương trên những bức vẽ đó. Cả level cũng được trang trí với một tông màu hồng tươi sáng, cả tường lẫn đồ nội thất đều được trang trí theo tông màu này. Level cũng chứa một số nhân vật có nhãn mác và là linh vật tại The Front Room. Không gian của level cũng không quá lớn và có thể được coi là hữu hạn, nên bạn vẫn có thể tiếp cận một số căn phòng và khám phá chúng. Level này bao gồm một phòng ngủ cỡ thường, một phòng ngủ chính, hai phòng tắm, một phòng khách, một phòng ăn tích hợp với nhà bếp. Hệ thống ống nước và điện vẫn hoạt động bình thường tại level 974, đồng thời kết nối Wi-Fi tại đây cũng khá là mạnh và những người lang thang được khuyến khích là sử dụng Wi-Fi. Và cũng có thể bạn sẽ không tìm được những level hay những khu vực an toàn mà có đầy đủ nội thất như thế này một cách thường xuyên, nên yep, các bạn nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian ở level này trước khi rời đi. Có rất nhiều vật phẩm có thể tiêu dùng đã được tìm thấy tại đây, như vật phẩm số 30, Greasy Marshmallow, và nhiều loại vật phẩm khác thường xuất hiện tại The Front Room. Những thứ này đều được đặt trong tủ lạnh tại nhà bếp hoặc nơi chứa thức ăn, và hoàn toàn có thể tiêu thụ. Bất cứ thứ gì được lôi ra từ tủ lạnh hoặc nơi chứa thức ăn sẽ tự thay thế chính nó bằng một vật phẩm khác. Mình khuyên bạn nên lấy một số thứ trong đó trước khi rời khỏi level để làm thức ăn dự trữ. Thực thể duy nhất được phát hiện trong level này là một thực thể mang tên Kitty. Kitty là một thực thể có chiều cao không bình thường cho lắm. Nói chung là rất cao, tầm 3,2m. Tứ chi của nó cũng dài loằng ngoằng và không có bàn tay và bàn chân. Nó có một làn da màu đen nhám và có cấu tạo như da thú. Dù không có bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt, nhưng nó có thể nghe, nhìn hoặc ngửi thông qua một số phương pháp nào đó. Tất cả những gì người ta biết về khả năng của thực thể này, đó chính là nó rất nhanh, rất nhanh và thầm lặng nữa. Nếu partygoer dù có tốc độ chậm nhưng có thể tiếp cận con mồi một cách lặng lẽ, thì Kitty nó đứng ở một tầm cao mới vì đa số những người lang thang đã hoảng sợ khi biết Kitty đã ở đằng sau lưng họ và họ còn không cảm thấy được sự hiện diện của nó. May thay là thực thể này không có bất kỳ hành vi thù địch nào. Thay vào đó thì nó sẽ theo dõi những người lang thang đang khám phá hoặc nghỉ ngơi tại level 974. Mặc dù vậy thì vẫn khá là đáng sợ khi bị theo dõi đấy chứ. Được rồi, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video. Đó chính là lối vào và lối thoát của level 974. Nếu có một người lang thang có bất cứ thứ gì được coi là dễ thương khi bước vào một level mới, thì sẽ có một tỷ lệ nhỏ là họ sẽ được chuyển đến level 974 thay vì tới nơi mà họ sẽ thường được chuyển tới. Bạn biết điều gì tuyệt vời hơn việc đến một level an toàn không? Đó chính là level an toàn đó có lối thoát đến một level an toàn khác. Vậy lối thoát của level 974 có gì đặc biệt? Cách duy nhất để thoát khỏi level 974 là tặng cho Kitty một món đồ dễ thương mà bạn đã có từ trước khi đến đây. Bạn có thể tặng nó cho Kitty vào bất cứ lúc nào khi bạn đã cư trú tại đây. Khi bạn trao món quà đó cho Kitty, bạn sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh lại, bạn sẽ thấy mình ở trong một level an toàn. Khá là lời đấy chứ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.